Mùa hè năm nay thật là sôi động, nóng lại thêm nóng, chắc hẳn nhiều anh em mới chợp mắt ngủ chút, khi tỉnh dậy lại thành người tối cổ luôn. Tối qua rapper Karik và Rick làm cho rap fan một phen háo hức đến mất ngủ. Năm 2013, Karik tung trách rap ức chế, đây là nguyên nhân khởi nguồn cho trận beef đại chiến đầu tiên của rap Việt nổ ra. Im Hết Đi là một trách rap mà Rick đã lên tiếng ở trận chiến 2013, là một trong những người miền Nam cùng chiến tuyến nhưng dám đứng lên để bảo vệ quan điểm của Karik. Tối qua Karik có bài viết lên trang Facebook cá nhân của mình, anh cho biết, ai giờ cũng là ngôi sao, nhìn quanh chẳng ai chịu thua ai, tóm lại không vì tiếng thì cũng vì tiền, ở đó mà ngại mồm với sĩ diện, quan trọng là ai sạch, ai bẩn thôi. Ngay sau khi dòng trạng thái bức xúc này được đăng tải, nhiều rap fan cũng đã vào comment góp vui nhưng bị anh chửi lại cho không thương tiếc. Một fan đã vào bình luận, có tuổi rồi nên anh ghét đứa nào, cứ nói với em trai tóc bạc của anh ổng diss dùng cho. Karik đã phản hồi lại comment trên cực gắt, muốn thì bố tự diss được, quan trọng thằng nào đủ tâm để tao bỏ thời gian ra viết, thay vì kiếm tiền, mấy thằng đi gài người nổi tiếng như mày, rác cái xã hội ảo tao block mỗi ngày, sống thực tế lên con trai, mày được tao chú ý rồi đó, được ở mờ. Một anti fan cũng để lại comment, cái status mà sửa đến 80 lần, nói chung không hơn ai đâu, rap thì lưỡi ngắn ngọng loạn cả lên, rồi solo thì flop, toàn viết mấy rap ngắn cũn rồi viết cùng ca sĩ nó gánh, giờ còn giọng bố đời nữa, chịu chết. Karik đáp trả gắt không kém, mày thì hơn tao cái lưỡi với ngón tay, còn lại bố chấp cả lò, nay bố dành bố mày, bố thí cho vài chữ. Có thể thấy Karik đang rất căng, cùng lúc đó Rick cũng đã lên tiếng, nhưng khác với 10 năm về trước lần này anh không bảo vệ nữa, mà là để đá xéo, tưởng là ca bích, hóa ra là ba kích. Động thái này của Rick làm cho rap fan rất bất ngờ, không biết sao dạo này anh máu đến vậy, khi mới đây vừa ăn trận bíp cùng Hugh. Nam rapper MC Yêu Hưng Cao cũng được rap fan lại réo tên rất nhiều, khi cho rằng anh lại đứng sau tất cả để giật dây. Rapper Tusi cũng được nhắc tên vì nhiều người cảm thấy ký ức đã ùa về. Nhiều rap fan đã bật lại trận beef năm 2013 để nghe cho dễ ngủ, có người thì đã chìm vào giấc ngủ với giấc mơ beef đại chiến 2023 nổ ra. Nhưng không, chỉ một lát sau Karik đã quay xe, anh cho biết hôm nay chửi nhau vui vờ lờ, ức chế hai, hay khích lắm bớt nóng. Sau đó bài viết đã được anh xóa, để lại cho nhiều rap fan những người còn thức cảm thấy hụt hẫng, có thể thấy sự thật rap Việt hiện tại rất khó có thể diễn ra đại chiến một lần nữa. Những rapper khi đã có tiếng, lượng fan lớn của riêng mình khi tham gia vào trận beef sẽ để lại nhiều hệ lụy như chúng ta nhìn nhận gần đây sẽ thấy. Cùng với đó những kênh truyền thông chính thống sẽ đưa những tin mà có thể họ không hiểu về văn hóa beef hay battle của dòng nhạc rap. Thêm nữa fan rap hay những người không hẳn là vậy thì lại quá toxic, đi gây rối và thích đẩy mọi chuyện đi xa hơn nữa. Ngoài vấn đề âm nhạc, điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân của rapper, trong khi xong trận beef họ lại rất tôn trọng lẫn nhau. Một điều nữa là rapper giờ lười làm nhạc diss hơn hồi xưa, vì giờ họ có lối đi riêng không như trước nữa. Nhạc rap giờ đã được biết đến nhiều hơn, có thể làm nhạc hay để bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tham gia vào beef thì nó sẽ gây ảnh hưởng ở nhiều mặt. Nhiều rapper giờ lười viết nhạc diss, vì viết status thì dễ và nhanh hơn. Nhưng không biết động thái trên của Karik và Rick sẽ có mang lại điều bất ngờ gì ở năm 2023. Sẽ không có va đến từ hai vị trí này, mà rất có thể ức chế hai sẽ được ra mắt khi Karik sẽ fit cùng với Rick, hoặc ngược lại rất có thể sẽ là Dislock 2 họ fit cùng Trang. Nói chung mùa hè năm nay, rap Việt thật là sôi động và nhiều bất ngờ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở thời gian sắp tới, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng chúc cho anh em đang xem video này thì sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ. Các bạn mới theo dõi video của Hay Ho Rap Việt, thấy hay để lại một like, đăng ký kênh để xem thêm những video khác nữa nhé. Cảm ơn.